Bây giờ để làm xé thịt nha. Thịt ơi, khá là thơm ngon các bạn. Rồi, mấy thằng thành phố đi làm gì biết thịt ít. Đây, to chưa? Quá vất vả luôn. Đồ này chỉ có trong rừng nha, chứ còn ở ngoài thành phố thì không có cái món này đâu. Làm gì có. Đấy. À, cho mình xin cái đồi xem. Này, cái đùi đi. Đùi to chưa? Quá vất vả. Đấy. Ngon thật đấy. Cái này mà ở nhà ban lên kiếm tiền lá lốt về làm chả thì thôi rồi. Nhậu bét tè là nhà luôn đấy.